Thời gian qua, hàng trăm hộ dân ở xã Đắk Nông và thị trấn Pleikon, huyện Ngọc Hồi phải chịu đựng mùi hôi thối rất khó chịu từ nhà máy chế biến mủ cao su Đại Lợi. Mùi hôi thối ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Nhiều năm qua, người dân thôn Nông Nhảy 2, xã Đắk Nông phải hứng chịu mùi hôi thối phát ra từ nhà máy chế biến mủ cao su Đại Lợi. Tào lên luôn đó, mùi nó kinh khủng luôn. Giờ thì mong sao cho nó đỡ mùi, người dân ăn cơm nước cũng không nuốt nổi luôn mà. Thì nói chung nó rất là khó chịu, nhưng mà không biết là diễn tả là nó khó chịu như thế nào, nhưng mà rất là khó chịu. Hồi trước là chưa có nhà máy, bình thường lắm, bây giờ thì nhà máy thì có nhà máy luôn. Cứ sáng là hôi khó chịu, hôi nó hắc ấy luôn, nó không ổn được. Bà con đây nó gần quá. Nhà máy chế biến mủ cao su Đại Lợi xây dựng trong khu quy hoạch cụm công nghiệp thuộc địa bàn thôn Nông Nhảy 2, xã Đắk Nông, huyện Ngọc Hồi với diện tích khoảng 3 hecta. Nhà máy xây dựng từ năm 2018. Từ khi hoạt động đến nay, có nhiều thời điểm người dân phải chịu đựng mùi hôi thối nồng nặc phát ra từ nhà máy. Nhà máy chế biến mủ cao su thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Lợi thì cách khu dân cư gần nhất khoảng 1 km. Không những người dân ở khu vực xã Đắk Nông mà người dân ở khối 7 thuộc thị trấn Pleikon cũng phản ánh là mùi hôi rất là khó chịu, và thường thì mùi hôi nồng nhất là xảy ra trong khoảng buổi sáng. Khu dân cư ở khối phố 7 thị trấn Pleikon cách nhà máy chế biến mủ cao su Đại Lợi khoảng 4 km. Thế nhưng người dân nơi đây vẫn bị ảnh hưởng bởi mùi hôi từ khí thải của nhà máy. Một mình cô nói thì cũng chẳng biết thế nào, nhưng mà cũng có mùi khó chịu. Ở đây thì thấy mùi hôi mủ cao su thì thấy khó thở. Người dân phản ánh mùi hôi phát ra từ nhà máy chế biến mủ cao su Đại Lợi có thể ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong bán kính hơn 5 km.